Đa giáo và các giáo phái phần 4. Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Tên gọi đầy đủ của hội này là Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, Hội thánh của Đức Chúa Trời. Lịch sử tên gọi giáo hội. Hội thánh bắt nguồn từ Hàn Quốc. Vào năm 1964, hội thánh này được An Sang Hồng thành lập và được gọi là Hội thánh của Đức Chúa Trời chứng nhân cho Chúa Giê-xu. Năm 1997, hội thánh này đổi tên thành Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, Hội thánh của Đức Chúa Trời, để tiện cho việc định danh và quản lý tài sản của giáo hội. Ở Việt Nam, hội được biết đến với tên là Hội của Đức Chúa Trời hay Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Người sáng lập giáo hội là An Sang Hồng. Ông sinh năm 1918 và mất năm 1985. Ông sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật. Vào năm 1947, ông gia nhập vào giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm và làm phép báp têm năm 1948. Ngày 5 tháng 4 năm 1958, ông kết hôn với bà Hoang Woo-sun và có 3 người con. Năm 1956, ông tuyên bố rằng Chúa Giê-xu sẽ tái lâm trong vòng 10 năm nữa. Tháng 3 năm 1962, ông bị Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm dứt phép thông công vì quan điểm của ông xem việc lấy thập tự giá làm biểu tượng trong hội thánh là phạm tội thờ thần tượng. Sau sự kiện này, có 23 người đã bỏ giáo hội để đi theo An Sang Hồng. Hai năm sau, tới ngày 28 tháng 4 năm 1964, ông thành lập Hội thánh của Đức Chúa Trời chứng nhân cho Chúa Giê-xu tại Busan. Trong một cuốn sách được in vào năm 1980, ông giải thích Matthew đoạn 24 từ câu 32 đến câu 34 cho rằng sẽ tận thế vào năm 1988, đúng 40 năm sau sự độc lập của nước Israel hiện đại. Cùng năm này, ông lại viết trong một sách khác rằng thế giới sẽ đến ngày tận cùng vào năm 2012. Vào năm 1985, An Sang Hồng qua đời vì đau tim và đột quỵ. Sự chết của An Sang Hồng dẫn đến cuộc tranh chấp quyền lực trong Hội thánh của Đức Chúa Trời chứng nhân cho Chúa Giê-xu. Chỉ hơn một tuần sau, vào ngày 4 tháng 3 năm 1985, sau một cuộc họp hòa giải bất thành, Hội thánh chia làm hai phái. Đó là Hội thánh của Đức Chúa Trời Giao ước mới lễ vừa qua và Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội các nhân chứng của đấng An Sang Hồng. Hội thánh của Đức Chúa Trời Giao ước mới lễ vừa qua. Phái này đã giữ lại các cơ sở hội thánh tại Busan. Vợ và ba con của An Sang Hồng theo phái này. Con trai của An Sang Hồng là An Quang Súp, sinh năm 1954, là một trưởng lão trong hội thánh. Một quan sát viên độc lập nhận định rằng sự thờ phượng của hội thánh này không khác lắm so với các giáo hội Cơ Đốc chính thống, bao gồm Công giáo, Chính thống giáo và đa số các hệ phái Tin lành. Tín hữu thuộc hội thánh này cũng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, học thuộc bài cầu nguyện chung và hát thánh ca truyền thống. Còn Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội các nhân chứng của đấng An Sang Hồng, trong nhóm này có ông Kim Yu-chun là một sư tổng hội trưởng lúc bấy giờ và bà Jang Yu-ja là mẹ phần linh hồn của hội thánh. Bà được coi như hiện thân của Đức Chúa Trời Mẹ. Những lề đạo căn bản của Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, Hội thánh của Đức Chúa Trời. Giáo hội này tôn An Sang Hồng là đấng Christ, vậy nên ông cũng là Đức Chúa Trời như Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Tín đồ cầu nguyện nhân danh đấng Christ An Sang Hồng thay cho Chúa Giê-xu Christ. Tín đồ của giáo hội này tin rằng Đức Giê-hô-va là đấng cứu thế của thời cựu ước, còn Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của thời tân ước và đấng Christ An Sang Hồng là đấng cứu thế cho thời hiện đại. Bà Jang-gu-ja là Đức Chúa Trời Mẹ, bởi vì họ nghĩ Đức Chúa Trời tạo dựng nên cả người nam và người nữ, nên phải có một Đức Chúa Trời Cha tương xứng với hình ảnh của Adam và một Đức Chúa Trời Mẹ tương xứng với hình ảnh của Eva. Giáo hội này dựa trên vài câu kinh thánh để giải thích và hiểu theo ý muốn của họ về danh xưng Đức Chúa Trời Mẹ, như trong Galati đoạn 4 câu 26 có cụm từ mẹ chúng ta, hay trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 hay đoạn 21 từ câu 9 đến câu 10 có nói đến vợ của chiên con. Báp têm là điều kiện tiên quyết để được cứu và sự cứu rỗi còn đến bởi việc giữ ngày Sa-bát và lễ vượt qua của người Do Thái.
Đó là những lẽ đạo căn bản của giáo hội này. Sau đây là những nhận định đúng đắn từ lẽ thật trong lời Kinh Thánh. Nhận định thứ nhất, ngoài Jehovah Đức Chúa Trời không có một Đức Chúa Trời nào khác. Kinh Thánh trưng dẫn trong Esai đoạn 45 câu 5. Ta là Đức Jehovah, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Nhận định thứ hai, trong Kinh Thánh không đề cập đến bất kỳ một từ nào hay một ý nào chỉ về Đức Chúa Trời Mẹ. Tất cả những danh xưng Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh tiếng Hebrew đều là tính nam, không phải là tính nữ. Tất cả đề cập đến một Đức Chúa Trời duy nhất, có từ trước vô cùng cho đến đời đời, không có một người nam hay một người nữ nào tự xưng hoặc được tôn lên là Đức Chúa Trời. Nhận định thứ ba, cụm từ mẹ chúng ta trong Galati đoạn 4 câu 26 theo nghĩa mạch văn và phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh, thì chữ mẹ ở đây là hình thức nhân cách hóa hình ảnh của Jerusalem và cư dân của thành ấy là con cái. Thành Jerusalem trên đất là ví dụ về giáo hội Do Thái giáo, mà dân Do Thái là con cái, và thành Jerusalem trên cao là ví dụ về hội thánh phổ thông của Chúa Giêsu mà các cơ đốc nhân là con cái. Các câu Kinh Thánh nói đến vợ của chiên con trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 và đoạn 21 câu 9 câu 10 theo mạch văn và toàn bộ Kinh Thánh, thì vợ chiên con ở đây chính là hội thánh phổ thông của Chúa Giêsu. Nhận định thứ tư, chỉ có Đức Chúa Trời mới có sự sống trong chính Ngài, và Chúa Giêsu đã đắc thắng sự chết. Ngài sống lại vinh hiển và hiện đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời toàn năng. Kinh Thánh trưng dẫn trong Giăng đoạn 5 câu 26, vì như cha có sự sống trong chính mình thể nào, thì cha cũng ban cho con sự sống trong chính mình thể ấy. Hay trong Roma đoạn 8 câu 34 có chép, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu của Đức Chúa Trời, còn nguyện thế cho chúng ta. Nhận định thứ năm, chẳng có sự cứu rỗi nào khác ngoài Chúa Giêsu. Tin Chúa Giêsu thì được cứu. Kinh Thánh trưng dẫn trong Công Vụ đoạn 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt và thêm ơn trên quý vị, để quý vị luôn nương trên lẽ thật của lời Chúa, hằng ngày rèn tập nếp sống tin kính, học biết lời Ngài để tăng trưởng tâm linh càng hơn, đời sống càng trở nên ích lợi hơn cho Chúa. Amen.